Lộc bất động sản xin kính chào quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay Lộc đang có mặt tại là con đường là Tạo Lực, con đường Vành Đai 4 của Trung ương mình anh chị ha. Đây, về con đường thì rất là rộng nè. Đó, lộ giới thì rất là rộng luôn. Và ở đây hiện tại là có 4 làn đường anh chị ha, 4 làn đường cao tốc. Và con đường này thì có thể là nhiều anh chị chưa biết, thì bây giờ Lộc sẽ giới thiệu luôn anh chị ha. Thì con đường này là con đường là huyết mạch của Trung ương mình. Đó, huyết mạch ha. Và nó là con đường phát triển kinh tế lớn nhất tại là Việt Nam sau khi mà hoàn thành được con tuyến đường này anh chị ha. Con đường này nó sẽ là dự án Vành Đai 4 của thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ qua là 5 địa phận. Thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai là Bà Rịa Vũng Tàu, thứ ba là Đồng Nai, thứ tư là Bình Dương, cũng như thứ năm là Long An anh chị ha. Một cái tuyến đường huyết mạch để mà phát triển lớn cho nước nhà. Đó. Và hiện tại là Bình Dương đã hoàn thành, cũng như là tuyến đường này đã có rất là nhiều giao thông để phát triển rồi. Đó. Thì hôm nay thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị là cô chú một cái vườn quýt ha, một vườn quýt tại là vị trí là mặt tiền đường Vành Đai 4 này anh chị. Đó, mặt tiền này ha. Và đặc biệt thì vườn quýt mình là có 2 mặt tiền đường. Một là mặt tiền đường Vành Đai 4 này, thứ hai là mặt tiền là của là đường Thuận Tăng anh chị ha. Kết nối thông thương rất là tốt luôn, rất là huyết mạch, rất là đáng giá để cho anh chị là mua về để đầu tư phát triển kinh tế cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi thì anh chị nào chưa đăng ký kênh Lộc bất động sản thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Lộc, cũng như là để theo dõi những bất động sản mới nhất, và đặc biệt là tìm cho mình những cái bất động sản nó phù hợp với lại nhu cầu tài chính của cô chú anh chị nhất. Lộc bất động sản sẽ xin dẫn cô chú anh chị vào trong ngôi nhà vườn mình, một cái vườn quýt rất là tuyệt vời, đã có thu nhập rất là tuyệt vời, để xem nó có đáng giá để cho anh chị về đầu tư làm kinh tế hay không anh chị ha. Rồi. Đây. Thì trước mặt anh chị ha, nó là một cái ngã ba. Nó một cái ngã ba. Thì con đường này là con đường Vành Đai 4 ha. Tên của người dân hay gọi là đường Tạo Lực. Đó. Còn tên của theo mà của Việt Nam là tên đường Vành Đai 4 ha, cho nó hoành tráng một xíu. Đó. Đây một làn đường nè, hai làn đường nè, bên kia nó sẽ là có 2 làn đường nữa ha. Đó là tổng cộng là 4 làn đường cao tốc, và tốc độ di chuyển nó là 90 ha anh chị ha. Đó, 90. Rồi thì ở đây là mình sẽ có một cái ngôi nhà vườn 2 mặt tiền. Đó, 2 mặt tiền ha. Đây, 2 mặt tiền. Một là mặt tiền đường Vành Đai 4, thứ hai là mặt tiền đường Thuận Tăng ha anh chị ha. Đó, vườn quýt mình vị trí thì rất là thuận lợi về giao thông, rất là giúp ích cho mình phát triển luôn anh chị. Thì ranh của mình nó sẽ là bắt đầu từ cái phía sau ngôi nhà này anh chị ha. Đây, mình đã có nhà cấp 4 rồi nè. Đó, phía sau ranh này nè ha, có một cái hàng rào lưới B40, cũng như là trụ bê tông. Đó thì ở đây là nó sẽ có con mương nè, mương thủy lợi nhà nước ha. Thì để mà sử dụng là mặt tiền Vành Đai 4 á, thì mình sẽ bắt con cầu, bắt con cầu qua ha. Đó, thì hiện tại là mình đang sử dụng là đường Thuận Tăng kia, nhưng mà mình muốn sử dụng mặt tiền này thì mình sẽ bắt cầu bê tông qua anh chị ha. Và đặc biệt luôn thì anh chị chỉ cần là đảm bảo được cái về đảm bảo được cái đường mương của hạ tầng của nhà nước, thì anh chị có thể là bắt cầu qua là anh chị sử dụng ha anh chị ha. Đó, đó vườn cam mình nè. Đó, độ dài ha, phía sau tuốt ở phía sau kia là cái đuôi của mình anh chị ha. Đó. Vườn quýt nha anh chị, xin lỗi, đây là vườn quýt chứ không phải vườn cam, và đang cho thu hoạch rất là ổn định luôn. Vườn cam này đã thu hoạch được là 7 năm rồi. Thì đất mình là nó có đường mương nó cặp phía trước của mặt tiền anh chị, phía trước ha. Thì cũng rất là thuận lợi để cho mình là lấy nước mình tưới tiêu cho cái vườn cam mình luôn anh chị ha. Nước thì ở đây á, là nó chảy là theo trạm bơm, do đó là nước lúc nào nó cũng đầy đủ anh chị. Đó, ha. Ranh mình xuống tới dưới kia luôn. Đó. Ranh mình xuống tới kia luôn là thêm 35 m là mặt tiền của đường Thuận Tăng ha. Đường Thuận Tăng này thì nó cũng còn nhỏ anh chị ha, và mở rộng là nó là 15 m Đó. Đường này á, là chuẩn bị mở rộng rồi, cũng có chủ trương, cũng có là họp hội đồng rồi ha, là chuẩn bị là mở rộng rồi. Và đặc biệt là sẽ đổ nhựa, đổ bê tông thì Lộc cũng không rõ ha. Đó. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ vào trong cái vườn quýt để cho cô chú anh chị xem được cái chi tiết bên trong ha, xem nó có gì đặc biệt cũng như là có đáng đồng tiền để cho mình đầu tư về đây làm phát triển kinh tế hay là không ha. Đó, đường mương mình, cũng khá rộng anh chị ha, nước nôi cũng đầy đủ. Ủa ở đây mình tưới bằng giếng hay là gì vậy anh? Giếng hả, chứ không phải mình đổ nước này vô không được hả? À. Dạ tưới cây á. À là mình có con mương đẩy thẳng vô hầm. À đường mương này ha. Thì ở đây mình sẽ tưới nước bằng là chính là con đường mương này. À, là nó sẽ có một cái hầm chứa nước ha. À, là đây là nó sẽ đổ vào hầm chứa nước và sau đó là mình sẽ bơm. À, bơm để mà tưới phụ cái vườn quýt của mình anh chị. Quýt này có giá không anh? Dạ, cũng được đấy. Cũng được hả? 22.000 ha. Ủa vậy gần bằng bưởi rồi còn nữa. Bữa nay là hình như cũng tầm đó trở lên xíu à. Quýt Lạc An. Em vào trong xíu nha, em quay sơ cái cho khách cái rồi cái. Đấy, ranh mình thì cũng đã rõ ràng ha. Trụ là trụ bê tông lưới B40 ha. Đó, vườn quýt này là được 7 năm rồi. 7 năm ha. Hệ thống bét phun là đường dẫn nước rất là kiên cố nè. Đất mình nó hơi thấp ha chị ha. Đất mình nó hơi triền xíu nè. Đó, hơi triền xíu. Thì nói chung làm vườn nếu mà đất hơi triền xíu thì mình cũng phải là thoát nước tốt nè, để mà hạn chế được cái sự rủi ro là nó bị úng cây trồng anh chị. Thì hầu như là những cái vườn quýt nè, vườn cam nè, vườn sầu riêng nè thì họ là hay trồng trên những cái đất mà nó hơi triền nhẹ ha. Nhưng mà nó nhược điểm nó là khi mà mình bón phân á, thì nó sẽ tốn cái lượng phân mất đi cũng khá nhiều anh chị ha. Còn riêng về là để giúp cho cây trồng nó chống úng nước thì nó rất là tốt. Đó. Thì nếu mà người ta trồng cam hay trồng bích, trồng bưởi gì đó thì tất nhiên là sẽ có con đường mương này anh chị ha. Đó, sẽ có con đường mương này để là thoát nước nè. Đó, để thoát nước ha. Thì đất mình nó triền thì mình cũng không cần đường mương này, nhưng mà chủ thì làm để mà đảm bảo được những cái mùa mà mùa mưa lớn thì có thể là nước nó sẽ không đi kịp và nó sẽ ứ lại. Đó, do đó là bắt buộc là phải làm cái đường mương này để đảm bảo tốt hơn anh chị ha. Đó, hệ thống tưới tiêu vườn. Ở đây thì có một căn nhà cấp 4 ha. Chủ yếu là để ở thôi chứ nó không có khang trang gì hết anh chị ha. Chủ yếu để ở cũng như là để làm cái kho, chứa phân, chứa những cái dụng cụ để làm vườn anh chị. Đó. Dụng cụ làm vườn. Đó, thì là đây là quanh đất mình nè. Thì hồi nãy là Lộc đứng bên kia ha, thì đất mình nó sẽ tới là ngay chỗ đây nè, đây hàng rào nè. Hàng rào này nó sẽ bắn thẳng ra ngoài là con đường Vành Đai 4 ha. Thì nếu mà mình muốn sử dụng cái phần diện tích này mà ra đường Vành Đai 4 luôn thì mình phải đổ bê tông, đổ bê tông và phải đảm bảo hạ tầng của nhà nước ha, thì mình sẽ được sử dụng cái mặt tiền Vành Đai 4 này. Đó, còn ranh của mình thì đã rõ ràng nè. Đó, ranh mình đã rõ ràng ha. Đất mình là nở hậu anh chị. Đất mình nở hậu rất là tốt anh chị. Ngang là 45 ha. Dài là 130 m, nở hậu là 75,8 m ha. Đó, nở hậu rất là đẹp. Thì càng đi thì nó sẽ càng nở hậu ra. Đó, rất là tốt ha. Và ở đây anh chị thì Vành Đai 4 này nó còn quy hoạch vào là 12 m anh chị ha. Còn 12 m thì khi mà nhà nước thu hồi đền bù thì cái đất của mình á là nó sẽ nằm ngay mặt tiền luôn. Đó, là nó sẽ ăn ra khúc này là tầm khoảng được 20 m mặt tiền của Vành Đai 4 anh chị ha. Đó, khi nào đền bù giải tỏa thì cái khu này sẽ bị thu hồi là vô là 12 m, cũng như là được là mặt tiền rộng ra được 20 m anh chị. Đó. Đó đây. Ôi, trẻ mớp dễ thương quá. Thì đây là tổng quan của khu vườn mình ha. Nó hơi triền, nhưng mà đất nó bằng ha anh chị ha, hơi triền. Đấy, rồi xen kẽ đây có mấy cây bưởi nè. Bây giờ Lộc sẽ đi đến ngoài sau ranh đất cho mình hình dung nó cụ thể anh chị ha. Và anh chị nào mà chưa hình dung được thì có thể là xem trên flycam, anh chị sẽ thấy rõ anh chị ha. Đó. Đó. Đó thì vườn cam nè, vườn quýt lộn riết, rất là rộng luôn anh chị ha. Đó, rất là rộng luôn. Từ ở phía đuôi ha, phải đổ qua là 75,8 m, nở hầu được là 30 m anh chị. Ở phía trước thì là 45 ha, 45, phía sau là 75,8, đó nở hậu được 30 m. Quýt mình nè, đã chưa, trái rất là to. Ở đây làm quýt kinh tế nên là Lộc cũng không có dám ăn bậy bạ, biết đâu là chủ mới về xịt thuốc xong là thua luôn ạ. Vườn ha, thì Lộc sẽ đi hết cái ranh này để giới thiệu ngay cái góc ha, ngay góc. Đó, ngay góc, hai cái góc này thì anh chị có thể là hình dung được rồi. Ôi, cái gì đây? Ôi, tiếc rằng là không có dám ăn bởi vì là sợ xịt thuốc anh chị. Tiếc quá, tiếc quá. Đó. Rồi, thì phía dưới là ranh đất của mình rồi anh chị ha. Rồi, dưới đây là ranh đất của mình nè. Nói chung là đất mình trống trải sạch sẽ. Đó, hệ thống tưới tiêu ok hết à. Bây giờ mình về là chỉ chăm sóc là mình thu hoạch là mình có một cái thu nhập tổng tốt rồi ha. Rồi thì Lộc đang đứng ngay góc ha anh chị ha, ngay cái góc ranh cuối của mình. Từ đây nè đổ ra đường, đụng ngay vành đai 4 ha, là 130 m anh chị ha. Và góc bên đây thì nó sẽ đổ thẳng qua kia là 75,8 m, 75,8 ha, là mình đang đứng ngay góc anh chị ha. Đó, đang đứng ngay góc ha. Bên kia thì nó sẽ cặp đường Thuận Tăng nè, cặp đường Thuận Tăng ha, qua là 35 m, đổ ngược xuống, nở hậu ra 75,8 m ha. Đó. Còn phía bên đây thì mình được cặp đường vành đai là được khoảng là 10 m anh chị ha. Đó, được khoảng 10 m ở đây. Đó, thì mình muốn sử dụng con đường đây ra thẳng luôn thì mình phải đổ đan anh chị ha. Đó. Đất mình rất là vuông ha, anh chị hình thấy nè, thấy ranh rất là vuông ha. Đó. Đó, ranh rất là vuông, đất nói chung là rất là đẹp anh chị. Và ở đây thì vườn cam mình đã có thu hoạch rất là tốt rồi, 7 năm thì cái thời gian còn lại thì nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Mình không sợ là cây nó si hay là cái gì hết ha. Mình chăm sóc lại, mình chăm sóc tiếp là ok. Đó, đường tưới nước nè, đường dẫn nè. Đó, đường dẫn ha, rất là tốt luôn. Khoảng cách của mỗi cây nó sẽ là 2 m anh chị ha. Từ cây này đến cây kia là 2 m. Và mỗi hai cây thì nó sẽ có một cái đường mương. Đó, đường mương để thoát nước ha. Đó, cứ mỗi hai cây nè, một cây nè, hai cây nè là đến mương thoát nước ha. Đó, thì xen kẽ hai cây là sẽ có một cái mương thoát nước. Ồ, chỗ này trái nhiều quá mà sao không có mà hái ta. Đó. À, không lẽ giờ Lộc đi qua ranh bên kia luôn ta. Thôi chỉ vậy thôi. Cây quá đẹp. Hả? Biết rồi. Đó. Rồi bây giờ Lộc sẽ ra ngoài, Lộc giới thiệu cho cô chú anh chị về cái hạ tầng giao thông để anh chị nắm rõ hơn một tí xíu đi ha. Rồi Lộc sẽ báo giá cho quý cô chú quý anh chị luôn. Còn đất ở đây thì nó rất là tuyệt vời rồi, giá cũng rất là tuyệt vời rồi, khỏi phải suy nghĩ luôn anh chị. Quan trọng là cái thời điểm này đất nó đang xuống, anh chị làm sao để đạp cho mình được một cái giá tốt thôi. Chứ thật sự là giá đất này đang bán đã rất là tốt rồi anh chị. Lộc tin rằng ở đây là vị trí nó rất là tốt và giá nó rất là tốt luôn. Ở đây thì mình rất là thuận tiện đường giao thông. Đã chưa? Nói chung là Lộc đi hai ranh ha, ranh này với lại ranh cuối, thì anh chị có thể là hình dung được cái bên kia nó rất là vuông, thì nó sẽ ngược lại y vậy thôi. Đó. Bây giờ Lộc sẽ giới thiệu cho anh chị về cái mặt tiền đường Thuận Tăng đi ha. Mặt tiền đường Thuận Tăng có lầu dưới là tầm khoảng 6 mét, nhưng mà bây giờ cỏ cây nhiều quá nên là hai xe ô tô nó né nhau, rất là vất vả anh chị. Thì con đường này trong nay mai nó sẽ là đổ bê tông và đổ nhựa rồi, em cũng không hỏi kỹ lắm. Rồi. Rồi bây giờ Lộc sẽ giới thiệu con đường Thuận Tăng này ha. Đường Thuận Tăng này là đường đá xanh thôi. Đó, nếu mà tính đường nó vô tới trong đây nè là rất là rộng nè anh chị ha. Đó, rất là rộng luôn, nhưng mà bây giờ cỏ vậy nè thì hai xe ô tô né nhau thì nó hơi khó xíu thôi, chứ thật sự là nó rất là rộng. Đó, và ranh mình nè, ranh mình rất là thẳng nè ha. Đó, ra tới đó luôn, rất thẳng luôn. Đấy, tới ngay cái eo này là đụng ha anh chị ha, tới ngay eo này là đụng ranh của mình, sau đó là mình sẽ bắn thẳng. Đó, bắn thẳng xuống dưới luôn. Đó, là nở hậu ra 75,8 m ha. Rồi thì về cái con đường này, con đường này á, thì anh chị rẽ trái á, chị rẽ trái ha, mà đều là phải rẽ phải rồi xong mới ôm lại nha. Bạn cấm quẹo trái nha, đường một chiều mà. Đó, thì khoảng là 3 km, quẹo trái là 3 km là nó sẽ đụng là đụng là Đồng Nai anh chị ha, là tại ngay địa phận là xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu là tỉnh Đồng Nai. Đó là ngay vị trí là cầu Thủ Biên anh chị, là cái điểm giao nhau của đường Vành Đai 4 nè, đường DT746 nè, và là đường DT768 ở của Đồng Nai ha anh chị ha. Thì từ đây ra đó là 3 km. Đó, 3 km ha. Ở đây là xã Tân Mỹ thuộc là Bắc Tân Uyên, Bình Dương anh chị ha. Đó, đây đó là 3 km ha. Và con đường ngược lại nè thì anh chị sẽ đi là 8 km. À, 8 km ha. Là nó sẽ đụng một cái ngã ba lớn. À, ngã ba lớn là cuối cái đường này là tổng diện tích, tổng cái chiều dài của con đường này là 12 m anh chị ha. Là bắt đầu từ cầu Thủ Biên đổ về là ngay chỗ ngã ba, điểm giao nhau của là thị trấn Nguyên Hưng và Đất Cuốc, là ngay vị trí đó là đường DT746 ha anh chị ha. Là cuối đó là ngay ngã ba, là từ đây đó là 8 km. Thì anh chị rẽ phải khoảng 100 m ha, là đụng khu nghiệp Đất Cuốc anh chị ha. Khu nghiệp là KSB á, đó là 100 m thôi. Đó. Còn rẽ trái á, thì anh chị sẽ về là thành phố Tân Uyên, thành phố Tân Uyên Bình Dương. Thì thành phố Tân Uyên Bình Dương thì cách là 19 km anh chị ha. 19 km là mình về thành phố Tân Uyên Bình Dương rồi. Đó, giao thông rất là thuận lợi ha. Đó. Rồi thì Lộc sẽ cho anh chị là nhìn sơ lại ha anh chị ha. Tổng diện tích của đất mình là có 9.141 m2 ha. 9.141 m2. Có chiều ngang mặt tiền đường Thuận Tăng này nè là 35 m. Đó, còn chiều mặt tiền của Vành Đai 4 này là được 10 m ha anh chị ha. Đó, nhưng mà mình chưa sử dụng, tại vì mình chưa có cái lối qua ha anh chị ha. Bây giờ mình phải đổ bê tông thì nó mới ra được cái đường là ở phía ngoài đây. Đó. Thì chiều dài đất mình là 130 m ha. Phía sau nở hậu là được 75,8 m, thì tổng diện tích là 9.141 m2. Ở đây thì đã có một nhà cấp 4 nè, có cái kho nè, rồi điện sinh hoạt nè, giếng sinh hoạt nè, hệ thống tưới tiêu nè, rồi sử dụng bằng đường mương ha, đường mương để tưới nước đó, có hệ thống tưới tiêu đầy đủ rồi nè. Vườn cam, vườn quýt này là được 7 năm ha, đó. Cứ vườn quýt mà cứ lộ vườn cam riết đó. Thì đất này là hiện trạng là cây lâu năm, và quy hoạch cũng là cây lâu năm ha. Thì hiện tại là chủ đang rất là khó khăn, cũng như là muốn bán lại cái nhà vườn này anh chị đó. Thì hiện tại là chủ muốn bán lại với cái giá là 18 tỷ anh chị ha. 18 tỷ là cái giá cho tổng 9.141 m2. Đó là hiện trạng là tất cả là sẽ thuộc về cô chú anh chị ha. 9.141 m2 chỉ là 18 tỷ thôi. Giá rất là tuyệt vời, ngay một cái vị trí nút giao thông rất là thuận lợi để mà qua Đồng Nai về trung tâm Bình Dương, hoặc là các vị trí là phát triển kinh tế quan trọng, bởi vì đây nó là con đường vành đai 4, con đường huyết mạch phát triển kinh tế của miền Nam mình anh chị ha. Rồi với giá 18 tỷ, anh chị cô chú nào cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu của mình và phù hợp với tài chính của anh chị thì anh chị hãy liên hệ cho Lộc ha. Lộc sẽ hỗ trợ cho anh chị là việc là đàm giá nè, rồi giấy tờ pháp lý nè, cũng như là có một cái giao dịch suôn sẻ ha. Rồi Lộc bất động sản xin kính chào quý cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị một ngày thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc.